Kính thưa thầy, con 44 tuổi đang rất hạnh phúc với chồng và ba con. Mỗi khi thấy người khác ra đi với thoại tướng xấu thì con cố gắng tu tập, nhưng 2-3 tuần sau thì con lại không cố gắng niệm Phật lạy Phật nữa, cứ trồi sụt như vậy 6 năm nay rồi. Con cúi xin thầy dạy cho con làm sao rèn luyện ý chí và nghị lực ạ. Chư vị mà thấy người ra đi tướng xấu như vậy mà chư vị thấy cảm thấy thương mà tu tập như vậy, rõ ràng dù thế nào đi nữa, bảo đảm chư vị trong nhiều đời nhiều kiếp cũng đã tu tập rồi, cũng đã có thiện căn rồi. Mừng lắm đó chư vị. Nhất là hôm nay chư vị đến đây nghe nói về niệm Phật hộ niệm vãng sanh mà chư vị tin tưởng, mà chư vị vỗ tay chức tỏ rằng là trong tiền đời, trong tiền kiếp mình đã có niệm Phật rồi, mình cũng muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Một câu Phật hiệu qua tay là một cái chúng tử Bồ Đề muôn thuở đang chờ đợi cho chư vị quyết lòng hà thủ công phu, quyết chí trở về Tây Phương để thành đạo. Vậy trên trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng trồi trục vậy mà chúng ta sau cùng khi ra đi chúng ta gặp cái duyên sụt cho phê cái duyên trồi, thành ra chúng ta mất vãng sanh. Thôi bây giờ nghĩ như vậy mình thấy đau khổ cho chính mình, thương cho chính mình, quyết chí mà đi đi chư vị. Ví dụ như là cố gắng tu tập nhưng 2-3 tuần sau thì không cố gắng nữa, mình khi mà nhắc nhớ như vậy tự nhiên mình cố gắng hơn. Và mong chư vị là muốn mà khối trồi khối sụp này, cái hay nhất là kết nhóm với nhau, cùng tu với nhau, bạn đồng tu đung đuối cho mình, khuyên tăng mình, làm gương cho mình, mình nương theo bạn đồng tu, mình niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ không sao. Còn mình niệm Phật một mình hình như mình niệm 30 phút mà mình tưởng nó dài như 3 tiếng đồng hồ. Mà trong 30 phút đó mình ngó qua ngó lại thế coi mình có còn làm cái gì nữa không, thì 30 phút nó còn có 10 phút thôi. Mà 10 phút như vậy chồng mình ở ngoài tiếng biết là mình có lo được chồng mình hay không, thành ra 10 phút còn lại cái 2 phút rồi. Như vậy vô tình coi chừng niệm Phật một mình hay giải đại lắm chứ vị ơi, không tốt. Chính vì thế mà những vị hòa thượng, những vị ân sư đồ thường khuyên là nên tu chung với nhau, nhờ bạn đồng tu giúp cho mình tinh tấn hơn. Còn mình tu một mình thường giải đại lắm. Đó là vấn đề mà cái gì mà mình có thể thấy được rõ ràng. Còn khi mình tu một mình thường xuyên có những cái chuyện mà sơ suất trong lúc hành trì mà mình không hay, thành ra mình tưởng là tu 2-3 tuần như vậy là ngon, nhưng mà 2-3 tuần như vậy mà tu chưa ngon quá mấy. Cho nên mong chư vị cố gắng nhớ cho cái câu là ăn cơm thì có canh, khỏi bị nghẹn, đúng không? Dễ nuốt. Tu hành có bạn, có bạn thì mới gỡ nặng được cho mình. Nếu mà chúng ta tu một mình, nhiều khi chúng ta tu sơ suất mà chúng ta không hay, không may đến chút mà chúng ta ngỡ ngàng ra tướng là mình giỏi, nhưng mà mình kẹt rồi một cái thì lúc đó mình cũng ân hận, thì cũng quá khó được nha chư vị nha. Cho nên xin tu chung với bạn bè dưới đồng tu hay vô cùng. Mà bên cạnh đó xin thưa với chư vị là nhiều khi mình đi tham dự những pháp hội này, mình thấy những cái pháp tu này nó hay. À như vậy, có những pháp tu mà mình có thể mình tu 2-3 tiếng đồng hồ được, có những pháp tu mình tu 1 tiếng đồng hồ là mệt mỏi lắm rồi. Mà cái pháp tu của Tịnh Độ Tông mà Tịnh Hải này gặp được nó hay cái chỗ là mình tu 3 tiếng đồng hồ mà mình tưởng như có 30 phút à. Là có gì đâu, có lúc thì đứng bây giờ mới mỏi rồi thì mình đi thì hết mỏi, phải không chị vậy? Mà đi 2-3 vòng rồi thì nó phải tay chân nó móng mê nó chạy đều, tùy ngồi niệm Phật thì mình cũng gục, mà mình có điều chung nó đánh thì tự nhiên mình không ngủ gục được. Mà không đánh tránh xong rồi thì mình niệm mỗi tiếng rồi thì người ta cho nghỉ có vài phút, tức là mình nghỉ cái cổ mình nghỉ rồi thì 5 phút buông thư, tức là mình bóp, vô tình mình không có mỏi, đúng không chứ vị? Bóp xong rồi thì đứng lên lạy Phật, lạy khoảng 12 mấy lạy đó, thì tự nhiên mình lạy Phật, tức là mình điều hòa lại thân thể của mình, rồi lại mình đi kinh hành, cho nên nó thay đổi cái không khí như vậy, làm cho hàng phạm phu chúng ta thấy vui vẻ, không có chán. Như vậy mình thấy hình như 3 tiếng đồng hồ nó trôi qua rất là nhanh, cho nên có bạn đồng tu hay lắm chứ vị ơi, nhớ nha. À, gì đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy.